gen. Rồi cách thì nó vẫn sẽ là cái lệnh gen cho mình, rồi lệnh làm nhiệm vụ thì anh em đánh Evo thì nó sẽ tự động làm nhiệm vụ trong cái thời gian test thôi nha anh em. Có nghĩa là đến khi mà anh em open rồi anh em là phải tự đi cày hết. Gen cũng phải tự đi cày thì đồ như này là đang trong cái bản đấy thôi. Thì đến khi mà đấy open nó chính thức á thì sẽ phải làm tất cả mọi thứ từ làm nhiệm vụ đánh đi cày gen và kiếm đồ. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình làm một video giới thiệu đến anh em một cái con game MU mới nha. Thì con game này là MU Hà Nội. Thì có nhiều anh em bảo mình kiếm một cái con game là cày mà cày liver mà không gì xét và đồ nó hiếm hiếm một chút xíu. Thì hôm nay mình có kiếm được một con game này là non reset nha anh em ơi. Có nghĩa là anh em chỉ cày cấp và nhận coin thôi. Thì reset thì càng cao thì coin nó càng nhiều, có nghĩa là không phải reset. Và đồ này thì là đồ không có đồ custom nha, có nghĩa là nó không có mấy cái đồ màu mè, nó có đồ nguyên thủy ngày xưa thôi. Và các class là nó đều cân bằng nhau, đam mà nó đều cân bằng nhau hết, nó không có bị chênh lệch thiên vị về class nào hết. Thì mình thấy là khá là hay. Và nó có điều đặc biệt nữa là gen là anh em phải tự đi cày nha. Nó không có lệnh đánh gen, không có lệnh gen luôn. Và nhiệm vụ là anh em cũng phải tự đi làm. Thì nói chung là anh em phải tự làm hết tất cả những cái đó. Thì có đam chuẩn và nó không có on hit, có nghĩa là nó không có kiểu là đam một hit giống như mấy cái kiểu mấy cái phiên bản hiện tại bây giờ á. Thì làm nhiệm vụ là mình cũng phải tự đi này, và cái mình thấy khá là hay. Và cái hay là cái mà phải đi cày gen đó, thì ngày xưa là mới có cái chuyện mà đi cày gen thôi, bây giờ là đa số các cái game bây giờ là nó đều có lánh cho gen sẵn, và cái đồ mua bằng gen nó không có giá trị. Thì bây giờ bên này là những cái đồ mà mua bằng gen được á là nó rất chỉ là giá trị, và đồ nó chỉ có hai ốp thôi. Thì cày gen là nó mới hấp dẫn đó, nghĩa là gen là nó sẽ giá trị, anh em có thể giao dịch đồ đạc bằng gen luôn. Thì hiện tại là nó chỉ đang test thôi, thì mình đang vào mình xem thử với dạo thử một vòng, thì mình thấy nó có nhiều cái khá là hay, các cái map mới luôn. Thì đây để mình đó, nó có rất nhiều map mới và quái trên này rất khỏe nha. Đó thì để mình lên cái map na này đi. Đó 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 đó, anh em thấy quái nó lạ không? Quái trên này là cực khỏe nha anh em ơi. Đó đó, khoái cực khỏe, cực trâu. Tại vì bán không gì xét mà, thì anh em level cao thì anh em phải lên những cái map map cao và khoái trâu và nhiều kinh nghiệm hơn những cái map cũ bây giờ rồi. Thì mấy map cũ thì nó vẫn như mấy cái bản game khác thôi, nhưng mà nó có mấy cái map mới này, và nó có một số tính năng mới nữa. Thì mình sẽ tìm hiểu từ từ. Tại vì cái bản này là nó lâu nay mình cũng không có làm một cái bản nào mà không gì xét hết chứ. Không dìu xét thì nó có được một cái nhiều cái tiện cho anh em chơi, có nghĩa là anh em treo máy thì nó tự lên cấp thôi, đỡ cái gì xét này kia có thời gian phải không. Thì đồ đạc thì nó cũng giống như mấy cái bản cũ của mình thôi. Thì mình cái set của mình là đây, set này là set có ba món thần thôi nha, nghĩa là ba món thần mà khi nào mình đeo cái kiếm điện vào á, đeo cái kiếm của nó bộ đủ bộ á, là nó sẽ kích nha. Đó, nó sẽ kích full dòng thần cho mình luôn. Tại là đang cộng 15. Thì cái bán test thì vào là anh em vẫn đánh lệnh gen được và vẫn đánh lệnh làm nhiệm vụ được, có nghĩa là gen thì anh em đánh là gen. Rồi cách thì nó vẫn sẽ là cái lệnh gen cho mình, rồi lệnh làm nhiệm vụ thì anh em đánh Evo. Thì nó sẽ tự động làm nhiệm vụ trong cái thời gian test thôi nha anh em. Có nghĩa là đến khi mà anh em open rồi anh em là phải tự đi cày hết. Gen cũng phải tự đi cày thì đồ như này là đang trong cái bản đấy thôi. Thì đến khi mà đấy open nó chính thức á thì
sẽ phải làm tất cả mọi thứ, từ làm nhiệm vụ đến đi cày gen và kiếm đồ. Cái bản này mình thấy là khá là hay, cho nên chắc mình sẽ làm nhiều video về cái bản này hơn. Đấy. Đây, đánh lệnh gen rồi, lúc nãy lại hết gen, bây giờ đánh lệnh gen lại coi. Hết gen nó không mô lên mấy cái mạp trên được. Đó. Đây. Bán này thì liver càng cao thì poi càng nhiều. Poi nhiều thì càng mạnh thôi. Mạp này lên rồi. Em lên mấy cái mạp ở lạ lạ thử xem. Ôi trời ơi, đâu mà quái mà nó cầm mấy cái đao nhìn vãi đái chưa. Quái trên này khá là trâu, những map này là những map cao mà dành cho những level cao lên trên này. Thì nó còn nhiều cái tính năng mới mà mình chưa tìm hiểu, gì để mình tìm hiểu kỹ đi rồi mình coi cái tính năng nào hay và đặc biệt chút xíu á, sẽ giới thiệu cho anh em. Tại thì cái này nó vẫn là 7 class, nghĩa là mới vào thì anh em vẫn chỉ có tạo được 3 class thôi. Và anh em muốn muốn tạo được mấy class khác thì anh em phải cày một con lên level cao. Sẽ tạo được những cái class khác. Mới đầu chỉ có FDK và sâu thôi. Đó, trên này là quái khá là trâu. Thì bây giờ mình sẽ đi lên thêm một cái map nữa. Nó có mấy cái map này nè. Ui, ác đâu cháy vậy? Ghê chưa anh em? Coi cái map này đi sao ta? Map này mình cũng không biết đã đi sao nữa đấy. Để đi vòng bên này thôi. Để đi qua màu khác đi. Đó. Mấy cái mặt này nhìn giống mê cung vãi đái luôn. Đó, đi ra đây có cói không nha? Sao không thấy cói gì hết đây? Mấy map này chắc để hôm sau tổ chức cái gì sao đó. Đi lên mấy cái map và này đi. Ui. Đó. Ui đầu lâu kìa. Quái quái trên kia kìa. Ồ, quái mới lạ kìa. Báo là bên này là đồ, là không biết là sau này là đồ nó đập đồ nó dễ lên giống như mấy cái bản của mình lâu nay mình hay chơi không, thì để đến lúc mà nó open chính thức á mình mới biết được. Còn bây giờ hiện tại thì là đang là test, cho nên nó khá là đầy đủ và nó khá là dễ cho anh em trải nghiệm hết các cái đồ đầy đủ rồi. Đó. Cái mô này tên của nó là tên là mô Hà Nội nha anh em ơi. Bán non gì xét. Rồi, đánh lấy thôi. Về đi dạo một vòng cho anh em xem ba cái giao diện. Đó.
ở Logencia trước. Nhìn khá là nét. Này, chỗ bán đồ có sâu thì nó lại có giống như một cái con ba mini vậy đó. Về Nogia xem nha. Nogia thì vẫn giống vậy. À, có con bán đồ ngay giữa đây. Bán mấy môn đồ cộng 15. Nogia thì cũng vậy thôi anh em ơi. Stadium một coin nó thế nào nhỉ? Ui, này cửa nó khác. Ui, quá vậy này. Đó, đứng đây quay chút xíu nha. Cái này giờ đang cài master chút xíu. Kiếm điện huyền thoại. Thì để mình tìm hiểu xem nó có nhiều tính năng hay không. Nếu mà có nhiều tính năng hay thì mình sẽ làm nhiều video hơn để về cái tựa game này cho anh em xem. Vì mới đầu mình thấy ba cái tính năng mà giống như tự làm nhiệm vụ hay là tự cày gen để mua đồ á thì mình thấy rất khá là hay, cho nên mình sẽ vào mình chơi thử. Thì đến lúc mà nó open chính thức thì nó những cái tính năng nào mà nó có cổ chút xíu á, thì nó lại càng hay. Bây giờ khá nhiều anh em chơi là để chủ yếu là ôn lại kỷ niệm thôi, cho nên để đợi lúc open là mình sẽ làm thêm nhiều video hơn. Còn bây giờ thì mình trải nghiệm sơ qua thôi. Thôi, video mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.